Chào cả nhà đã đến với kênh Nguyễn Văn Phục 1990 Vlog cả nhà nhé. Con chào cả nhà, con chào ông bà, cô bác, anh chị cả nhà nha. Ngày buổi chiều cả nhà ơi. Ngày chiều con tính làm món thì sẵn con đi quay vòng vòng cho cả nhà xem luôn cả nhà. Ngày quay ăn bà chuối rồi. Còn chúc cả nhà mình một ngày mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an lành cả nhà ha. Để con quay sao em mấy trái xài cho con nè. Đó, thấy xài thấy im chưa? Vô đây. Vô này gốc cây xài nè. Đó. Ồ. Treo lủng lẳng luôn. Thích ha. Chồng nó nhỏ nó muốn trái luôn kìa. Lon gửi. Cái nó cây dài này ra trái mùa này nữa là mùa thứ hai nha cả nhà, không có con ăn rồi hôm nay ra đợt trái thứ hai nè. Xài nó xài thái, vợ con mua dưới xuồng nó đào mạo với ghe, đào mạo là xài thái cái chồng cũng mau quá trái 3 năm. Đó, đây là cây mận nè, bông mận nè. Đó, giờ bông mận nè, cây mận này mùa rồi cũng có trái một đợt rồi nè. Cái giờ bữa nó cũng kiếm đồ cũng chùm nó lại cả nhà, này nó mới sâu nhà nó có trái cho quay cho cả nhà xem luôn ha. Ủa, nhóc quá chân luôn á. Nè, đây bông nữa nè. Mận mận đỏ. Im quá đó. Cái này nó dùng này nó ưa bị sâu lắm, có cha, có bông, có trái nó sâu hết trơn. Không vô lần đồ ăn cả nhà ha. Có cây xài à, có cây xài có chút xíu à. Trên đọt nó đang ra bông nữa kìa. Này vòng vòng sân nè, bông ở nhà nè. Bông đẹp luôn luôn. Đây là cây bưởi luôn, cây bưởi mà chưa có trái đây nha. Chiều con tính luôn làm món cá chích. Con cá này cá chích nha, nhỏ em cho nó ăn cá chích mà con cũng không gạch con cá này nữa, chế đu đủ được cả nhà ha. Chế đu đủ này con nấu ngọt, nấu không á, nấu không ngọt ngọt như nấu lạc vậy đó. Còn cá này con muối chiên cả nhà ha. Tôi đi ấy nha. Tôi chắc cái nồi thuốc, bây giờ con nó lao quá tàn rồi kìa. Nấu nồi thuốc nam. Chắc nước cơm rồi cả nhà. Rồi nó bắt lên cái nồi điện cái đem cúp điện. Đó. Đó, thấy mặt chị thấy ngầu không? Thì nấu củi là phải đen nha cả nhà ha. Thì hồi xưa thì nấu củi cũng vậy thôi. Chiều có nước cơm có canh luôn cho mấy nhỏ ăn canh. Cái nồi đen dữ đó, giờ bật lên. Cái nồi bên kia cái nồi thuốc nam cả nhà ha, ông đang uống thuốc nam thì chúng mình nóng cho mình quá đó, rồi đi vô đây làm nó ít nước à, làm đu đủ à. Này con chiên cá rồi cả nhà. Đó, đang chiên chứ. Cá chiên, đu đủ nấu ngọt á, đu đủ nấu cái đêm đường với muối mà đem cho ngọt ngọt á nhà dễ ăn. Hết thịt rồi. Thì giờ ăn cá chiên mặn với cái này đi. Đâu có thịt nữa đâu, nóng canh. Ngon cả nhà nha. Đã quê đường gì là ngon rồi. Có mấy cái clip trước con quay vòng vòng cảnh vòng vòng cả nhà. Tại con đổi phong cách một chút vậy đó. Tính quay dài quá mà cả nhà không sợ xem ngắn á. Ví dụ như con quay cái đoạn con đi vuông con làm cái gì á. Bình thường thì sáng thì vỡ lú, chiều đi vỡ lú vậy đó. Chiều cứ đi gạo lú cái cua nào cắn nó gắt cái mình giá lại. Còn không có thì thôi mình đi vô hoặc là đi ăn lưới đâu đó. Mà dài quá cả nhà xem ngán. Lâu lâu có con đổi một lần nha. Rồi cả nhà xem ủng hộ con là con cảm ơn cả nhà nhiều luôn. Ông bà có chú bác anh chị rồi nè. Xem ủng hộ con cả nhà ha. Họ coi cái khi nào kênh con bật kiếm tiền con thông báo cho cả nhà mình xem luôn. Nhà kênh bật kiếm tiền con mừng lắm, con cái tạo điều kiện con quay xiết 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 lên cả nhà. Có tiền cái mình quay mình điều kiện mình có cái mình quay nó nhanh hơn. Đồ ăn nó hấp dẫn ngon hơn nữa. Đó, ngon quá luôn. Rồi để chuyện nào con ăn cơm con mời cả nhà ăn cơm với con cả nhà ha. Con làm cơm rồi cả nhà ơi. Đó, canh đu đủ. Rồi cá chích muối chiên cả nhà ha. Thì đu đủ này là con múc ở đây cả nhà.
cái này con để con quay phim ra để cho mấy thằng nhỏ con ăn cái này nha. Rồi, cái này cho mấy thằng nhỏ con với cái chảo đó, còn cái này con ăn cái này với tô này với còn mắm đủ mẹ con cho con này còn cái nha, thấy ăn nữa cả nhà, đừng bỏ đừng ví á, con củi cả nhà ha, con củi luôn, con đặt máy xuống con mời cả nhà ăn cơm với con cả nhà ha. Vợ con chịu đói bụng ăn cơm trước à, ăn cơm với nước cơm rồi cái chạy đi chặt củi ngoài đó cả nhà. Rồi cơm cả nhà, con mời cả nhà ly nước uống ha, uống nước cả nhà. Thì vợ con chịu nó ăn cơm trước rồi cả nhà, nó không có tham gia nha. Con cá thôi nhà, con cá miệng cá chích cái tên tên như lạ wow. Thịt nó dẻo á. Nó bụng quá sáng vậy á. Rồi tháo được à? Vậy. Nó bụng đi thôi. Cách giỏng mắm cả nhà, mắm đu đủ nữa, có cái dĩa mặn hoài mà không hết mà bỏ thì uổng, ăn thì nó ngon. Bỏ vô ngăn mát cũng là nó ăn hoài luôn. Mẹ bỏ ớt vô đẹp lắm. Mà ngặt cái ăn ớt không được, ớt nóng. Con nào quý? Con không chúng á. Không nước ừ thôi. Nước à? À. Để tôi kỹ á, ngồi vậy á. Con làm gì thôi? Nè. Đủ rồi nha. Cho con nè. Nó đủ ngọt. Nó đủ đủ này ngọt thiệt chứ. Thấy gửi về không? Trời 7 giờ gửi vậy thì to. Ngủ sớm sáng còn đi học. Cái bữa ngày video không biết có nói chuyện không biết có nhỏ không có nhà thông cảm nha. Tại con nói chuyện lớn không được mà ngồi xa cái điện thoại mình nó không như
thường thường người ta quay người ta có cái mic đó để tiếng mình nó thu chưa lớn hơn, mình không có, không có, không có tiền đầu tư tới đó vậy. Quay vậy là vừa. Chuyện nó cũng không được. Thì có gì thu được rồi đó. Sao có lúc video nhầm lúc nó nhỏ rồi. Nhầm bữa có gió hay vậy. Mấy bữa nay gió hùng hùng. Mày chơi, mày nói chuyện chơi. Ăn rồi nói chuyện à. Mẹ cái ghế rồi đại ca. Mẹ cái ghế rồi. Mẹ ghế rồi, mẹ ngồi chơi rồi. Cái nước dừa qua đây là ngủ. Hút bộ rồi rồi. No. Mắm đu đủ thì ngon quá cả nhà. Ngon lành luôn á. Hello có nhà thì hello có nhà. Hello hello. Nấu gì anh cho đường? Nước gì vậy? Cho đường. Ngồi quay cái son đen đây luôn anh. Anh củi mà có sao đâu. Trời ơi, anh quay thôi bỏ ngoài. Ừ. Thôi giờ cũng ngon anh. Cũng có số kênh chú bác rồi, người ta cũng quay cơm củi là. Đúng mà ta, ta nấu nồng á anh ơi. Không, củi đen luôn á. Cái nồi cũng đen cha. Đen nó kỳ. Kiểu một cây, nó cá đâu có kỳ. Sao đi chế đi chơi không đi đi hả? Ủa 32 à? Không định. Không đeo mẹ đi. Không đeo mẹ đi, nó đại ông ơi. No luôn à. Không có chuyện nữa nè. Ừ? Dạ cái chuyện nè. Nói gì là con cá này kho chứ măng được. Ngon. Chưa. Bị siêu. Giống con thường y như con cá mà thú. Cơm ăn như mùi thơm nhưng mà đâu rồi. Nó xương nó giống cá mà thú vậy, xương vậy á. Có chứ ăn được nhưng cái kiện nó cũng xương đó mà. Chẳng nhỏ con nè. Khá làm chả được nè. Ôi chị sẽ ăn lên. Còn mấy con. Mấy con. Con giờ cũng nhiều mà. Chêm hơn nữa. Mà nè. Chả bắt lọt vậy, cái gì con? Ăn cá không thích gì. Ăn không ăn đi. Ta thích thì không ăn. Ừ. Cá này ngon. Ăn không cho. Ừ. Ồ, còn dư đúng không? Ăn cơm nữa không? Tối gì ăn cơm nữa? Còn dư cơm kìa. Tối gì tối nữa? Nha. Ăn không? Không cho bỏ lạnh muối à. Lạnh muối hết ngon. Mời đem ra đâu có ngon. Chiên lại là nó ngon. Chuyện để bỏ ngoài nó hơn. Ừ. Hết rồi. Hai hai ăn đâu. Nói gì vậy? Uống gì mà kỳ vậy? Sạch luôn anh. Đủ ăn rồi. Rồi đó. Nó canh đó. Chín khúc máy rồi. Nói mình ăn hoài. Rất ngon.
còn ngon đó. Giờ muối lâu quá nó chua thôi, miếng nữa có dở con bú. Ăn vậy mà không mập nó ngộ thiệt. Mà cái nhà chén thứ ba cái này nửa chén à? Nửa chén. Con không biết luôn á. Nó đại hơn. Cơm củi ngon. Đúng rồi, cơm củi nó ngon hơn cơm điện. Cơm cơm nó ngon hơn. Nếu mình cho cái chòi củi đó lại cái mình nấu cơm củi mình quay ngon. Một bên nấu cơm củi, một bên làm cá làm canh gì đó. Ngon. Mẹ uống miếng rồi. Khô luôn hả? Nó quay lại. Khô luôn. Hả? Thông minh. Thông minh không quý. Gán học giỏi ha. Nó muốn gì nè. Sao ăn chiều hết kia vậy? Nó mới được rửa xong luôn. Em đi. Mấy nhỏ ăn hết đây vậy. Chiều mấy nhỏ ăn hết đây. Rồi, video con tới đây là cả nhà ha. Nhà thấy video con hay cho con một đăng ký, một like, một chia sẻ cả nhà ha. Cả nhà đã đăng ký kênh của con rồi á thì ủng hộ con một like, một chia sẻ cả nhà ha, để cho con đủ cái kênh, con đủ giờ cả nhà. Hiện tại là vẫn chưa đủ giờ nha, hổm 610 mấy giờ là được 717 rồi, 716 17 gì rồi cũng được, lên nhít nhít á. Rồi bây giờ con tới đây nha nhà, rồi bye bye cả nhà luôn, hẹn cả nhà video sau cả nhà, bye bye cả nhà luôn, bye bye em. Cao.